tiếp này. À, cái thằng lúc nãy ngồi đây xuống mình như kiểu là nó xem cái kênh của anh sao ấy. Xuống nó bảo anh bây giờ đi câu à? Mình nhìn đéo nhận ra. Không phải thế nói chuyện mình nói chuyện. Khóa nét luôn. Quay hay thế ạ? Còn mấy phát nữa. Đi mẹ này này soi sang nhỉ, soi sang bên kia. Đúng là cà phê nhỉ. Anh em mình chắc là làm đi cà phê về nhỉ. Đi đi đường cà phê đi. Này à. Mới được lửa lon cái can 5 lít thôi. Mới được 2 cân thôi. Tốt. Ôi, nhạc rồi. Cứ đưa thả xuống đi rồi. Đấy. Đéo cần lưới luôn, à quên đéo cần mồi luôn, thả tiếp. Về luôn đi cho nó hết mồi, mai anh trộn ổ mới. Bàn mà nó vào đóng luôn. Vâng. Vào quả này đóng luôn, phải đóng luôn. Thấy nó máy máy quá, đóng ngay. Không mồi, máy máy cái đóng. Nay thằng cu Huy ở dưới ngã tư Sở lên ngồi hồ Nhà Lượng câu đã biết được con gì không. Chiều anh xuống mình đóng hỏng mất mấy phát. Một phát. Hai phát. Không quá. Chiều anh xuống đấy anh chơi một lúc rồi anh về. Đổ lưỡi câu các ông đi lấy toàn đồ lởm. Lạch rồi. Bên trái cơ mà. Không mắc mồi, mắc về lốt mồi đi rồi về. Câu cá bằng sáng rồi. Không có về mồi vào cái sợi đèn nó cũng bảo. Này mưa thôi. Tối cái gì này quăng nhìn mây này. Mây trăng này. Đấy, đẹp đấy. Chết mày. Một đôi. Dán ăn cả đầu. Ra một con rồi đấy. À. À. Dậy á. Sợ mày á. Chưa thua. Mày nó không vậy. Mình chưa cho thằng Tuấn Anh mất 3 cái lục. Trời. Quả thụt đẹp đấy. Đóng. Ui. Ui. Móc phát mắt xong rồi giật thịt con mẹ thì quen luôn. Mà còn mắt thì không sao, mà còn môi đi gỡ mệt. Đấy đúng rồi, cho to thế cho nó nhanh hết. Mai anh lại trộn nắm câu 3-4 hôm. Vê to quá cá nó sợ. Mày đóng luôn. Chết mẹ mày. Vê to tưởng được con to. Câu lên lại thả xuống.
chia đôi cái cục đấy ra đây. Còn nhiều không Trinh? Ôi cái ốm mẹ nhiều vết rồi đấy. Anh kia là đi đây tắt đầu là còn hơi bị nhiều. Nếu mà đúng ra chỗ này phải câu 20 con rô phi nữa. Thả xuống đi. Để mình câu hết mẹ rồi đâu. Với nó ngoài lung tung xung quanh hết. Đây, chia chỗ này thành hai cục. Em đi kẹp vào đéo bắt được. Đây đấy, đây đấy. Đấy, đây đấy. Mấy con ạ, tôi về. Đằng nào chỗ đấy thì hết chỗ đấy, về. Đấy, đâu, đâu. Camera này bán hết rồi, không coi à? Hết rồi. Rồi bán hết hàng rồi đó là. Sao đéo hôm nay còn 299 nào nào? Hôm trước mua 300 39 340 xong là 315. Anh lấy mấy vải đái, anh lấy 8 lít. Hôm nay cái nó giảm giá còn 299 nữa là. Còn ship. Ship là gì? 53 cái á. Mặt 10 cái 180 18.000 cái à. Bánh trung thu là kinh đô. Hả? Nó đem cái kiểu gì nhỉ? À, như này à. Chết. À, con to đấy. To nhất chưa? Được. Đó, con to nhất. Nhất đây. Bàn tay đấy. Mất. Đi. Thế mẹ nó rồi, nó chết rồi. To lấy được rồi. Đúng, con to này nhảy mất này. Rồi tìm đi. Tìm đâu? Đóng hai lưỡi, một lưỡi trên, một lưỡi dưới. Để ra ngoài đánh ra. Cho con kia vào. Chưa? Được lưng lưng âu rồi, sắp được lưng âu rồi. Chưa, sẽ được lưng âu. 2,5 cân. 2,5 cân 3 cân nhỉ. Nếu bảo là cá to nằm trong góc này này. Chết bông lưỡi nó ngoài ra quá hết một rồi à, kia nó vê lốt vào đi để còn về. Hôm giải trí 30 phút. Chết mẹ. Mày lưỡi nó ngoài quá rồi, con cá to đi mẹ. Con này phải 2 cân. Nâng ngơ đóng con trôi chạy khắp hồ. Gãy cần. Gãy đéo được. Cái này hôm dòng còn 9 cân 8 còn đéo gãy. Câu đây nhiều cá to hơn. Đấy. Đấy, cho hào xoay giữa phao luôn. Đéo sợ vẫn ăn. Đấy, chắc chắn luôn. Đấy. Ôi. Hào xoay luôn đi để cổ vũ cho con to vào. Không nhìn thấy ổ được. Không nhìn thấy phao. Ở đây đấy nhỉ? To đấy. Phát đánh lưỡi là hết đấy gì đúng không? À, phát đi ra. Đi về 10 rưỡi rồi, đi về đây. Đấy. Đẹp vào. Đấy, đẹp đấy. Đóng luôn. Chết. Đây, này còn rơi xuống đây. Các bản lưỡi nó ngoài hết xung quanh à.
đây đấy nhờ anh thì không được qua. Nãy ra xa quá rồi, chìm phao rồi đấy, thấy chưa? Mẹ mắc mồi luôn. Đó rồi, mắc mồi luôn đi, mắc luôn đi, 10:30 rồi. Nóng. Bây giờ dưới nó đầy mồi rồi, bây giờ không cần vây cũng được, nhưng mà thằng vê nốt đi. Không lên mình choàng không đóng được cả. Xoay lấy xăng nó lại bảo anh ơi, anh có hiếp dâm em không, nó lộn. Nick to. To đấy, to đấy, chưa to. Nhớ nhớ anh biết là có ngoài này xòe ra thì còn ba ngón tay dưới. Trình rồi này thì rất chuyên nghiệp rồi đấy. À. Con ngoài này lấy kìm gắp vào. Kìm bắt. Bỏ chết nó phi. Không thả nó xuống. Mai lại làm cục bằng nắm tay câu. Bây giờ em để số thôi. Tuần hết. Thăng Long hay Vina? Lịch luôn. Máy của đấy là phịt. Phịt. Chết. Cuối cùng mùi nữa này. Em nghĩ là mày giật hai phát nữa được không được về nhá. Chắc chắn là ít nhất phải được một con. Soi gì con người ta chổng mông lên mày cứ soi. Con người ta xấu hổ hay sao? Ông em chỉ được cái dâm tặc giống anh. Chết. Đó. Rồi, đó, mắc to luôn. Ôi, đông, 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 đông. Vẫn chết. Đi về đi. Đầy tràn bố cả lên trên rồi. Trên lưng hoa lọ rồi. Mang về. Đấy, lốt phát này xong về nhá. Đặt mời tắt đèn đi hả? Đặt đúng ổ đi. Yeah.